Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023. Theo kết quả công bố, chỉ số PCI năm 2023, tỉnh Ninh Thuận đạt 69,10 điểm, tăng 3,67 điểm, tăng thứ hạng 19 bậc so với năm 2022, xếp hạng 11 trên 63 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất. Đây là điểm số và thứ hạng cao nhất của tỉnh Ninh Thuận trong 18 năm qua. Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn, thông thoáng, thuận lợi, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, cung cấp tối đa các dịch vụ tiện ích số, mang lại giá trị gia tăng và tạo sự thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, chủ động tiếp thu, nắm bắt các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.